Điều hòa là điều hòa dạng chỉnh cơ và cũng không còn làm mát ghế hai bên nữa đâu, và thậm chí đèn led ban ngày cắt luôn. Hóa ra bây giờ mình mới để ý, lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là cái khoản 40 triệu đấy nó không chênh nhau quá nhiều đâu. Xin chào mọi người, cuối cùng thì Hyundai Accent thế hệ hoàn toàn mới đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Và hiện tại thì sẽ có 4 phiên bản, bao gồm là phiên bản 1.5 MT là phiên bản số sàn đấy, 1.5 AT. Đứng ngay cạnh mình đây là 1.5 AT đặc biệt và phiên bản 1.5 AT cao cấp nhất thì mình cũng đã có video. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhanh là cái phiên bản 1.5 AT này có mức giá bán, mình xin phép sẽ đọc lại nhé, là khoảng 529 triệu thì phải, 529 triệu đúng không? Đây phiên bản đặc biệt 529 triệu, kém khoảng 40 triệu đồng so với cả phiên bản cao cấp nhất. Và ngược lại thêm một lần nữa thì sẽ lại đắt hơn 40 triệu so với cả phiên bản 1.5 AT. Thế thì giữa phiên bản 1.5 AT và 1.5 AT đặc biệt thì sẽ lựa chọn phiên bản nào là tốt hơn, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Về thiết kế thì thôi chắc là mình sẽ không nói lại nữa nhé, chỉ có điều là với phiên bản này thì thực tế ra mà nói, nếu mà các bạn chỉ nhìn ở phía bên ngoài thôi chắc là có lẽ không nhận ra được phiên bản, bởi vì cả ba phiên bản ở phía dưới là phiên bản đặc biệt này, phiên bản AT và 1.5 MT ấy, tất cả đều sử dụng là mâm 15 inch, chỉ có phiên bản cao cấp nhất là sử dụng mâm 16 thôi. Đấy. Và kể cả kiểu chấu thì nó cũng giống hệt nhau, nên là để mà nói là phân biệt thì cũng khá là khó. Với phiên bản 1.5 AT đặc biệt ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có cụm đèn led ở phía trước và đi kèm với dải led ban ngày được kéo dài từ trái sang phải rất lớn. Với phiên bản MT thì sẽ không có cụm đèn ban ngày đâu. Đó, bây giờ thì Accent thế hệ mới đã có một chiều dài cơ sở rất lớn rồi, 2670mm. Ngồi sau thì rộng thoải mái. Thế đây, mình mời các bạn chúng ta nhìn ở phần đuôi. Thực ra với phiên bản màu đỏ các bạn nhìn ở đây này, nó cũng không khác gì đâu, nó đều là phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có cảm biến ở phía sau, và đây là điểm mà mình mới nhận ra là khác biệt so với phiên bản 1.5 AT. Đấy, phiên bản đặc biệt thì có thêm cảm biến ở phía sau. Cụm đèn hậu thì vẫn là cụm đèn hậu LED kéo dài. Nói chung là nhìn vào buổi tối thì cũng lạ mắt, đẹp. Và cốp thì tương đối rộng rãi. Thực ra nếu mà các bạn muốn nhìn lại phần cốp thì có thể xem video với phiên bản cao cấp nhất, mình cũng đã có video trải nghiệm vận hành. Thế thì mời các bạn chúng ta cùng nhau bước vào bên trong nội thất nhé. Nào, vào bên trong nội thất. Úi dồi ôi, điều hòa cũng lạnh đấy. Thế thì vào bên trong nội thất, nếu như so với phiên bản cao cấp nhất thì nhận ra ngay cụm điều hòa. Điều hòa là điều hòa dạng chỉnh cơ và cũng không còn làm mát ghế hai bên nữa đâu. Đó, sạc không dây cũng không có nữa rồi. Không có sạc không dây, vẫn phanh tay cơ. Camera thì ngay kể cả bản cao cấp nhất thì nó vẫn là một camera thôi, không có cam 360. Nhưng mà được cái thì ba phiên bản số tự động này đều có màn chính 8 inch và đồng hồ sau vô lăng cũng là dạng điện tử. Tuy nhiên thì nói chung với bản thân mình thì hơi tiếc cái màn này chỉ có 8 inch thôi. Màn này mà nó phải là 10,25 inch như ở thị trường quốc tế sẽ tràn viền, không có bị nhiều viền đen như thế này và nhìn trông nó cũng lớn đẹp hơn. Tiếp theo, vô lăng thì cũng là vô lăng bọc da. Điểm khác biệt nhé so với cả phiên bản 1.5 AT mà lát nữa chúng ta sẽ xem. Ghế thì ghế trên phiên bản đặc biệt là ghế da, trong khi AT chỉ là ghế nỉ thôi. Xin lỗi các bạn, bây giờ chúng ta quay trở lại với vô lăng nhé. Quay trở lại với vô lăng nè. Đây này, bây giờ mình phát hiện ra hiện tại là tiếng đài và mình muốn tắt đi thì mình lại chỉ có thể tắt ở trên vô lăng thôi. Không có núm riêng biệt. Giống như phiên bản cao cấp nhất, chỉ cần qua một cái nút switch là chúng ta có thể điều chỉnh được volume. Nhưng mà không, ở trên này thì chỉ có điều chỉnh điều hòa thôi. Thì đấy cũng là một điểm có thể nói là hơi bất tiện. Nếu không thì phải bấm điều chỉnh ở trên màn hình. Đấy. Rồi nhá, quay trở lại vô lăng thì với phiên bản 1.5 đặc biệt này chúng ta có lẫy chuyển số. Phím thì cũng rất đầy đủ, nhưng mà ngược lại thì thua kém 40 triệu so với phiên bản cao cấp nhất thì không có tính năng SmartSense, Hyundai SmartSense. Với Hyundai SmartSense ở Hyundai Accent 2024 thì chỉ thiếu một cái mà mình nghĩ là mọi người mong chờ nhất, đấy là ga tự động thích ứng thì nó không có. Còn hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn đường thì vẫn có nhá, cảnh báo điểm mù cũng có. Đấy, phiên bản đây không có cảnh báo điểm mù. Mình không nói là chỉ cái gói SmartSense đâu nhá, mà ngay kể cả cảnh báo điểm mù không có. Còn vô lăng thì vẫn có ga tự động, vẫn có lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế bọc da. Đó. Thì đây là về phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Và thông số về động cơ thì tất cả các phiên bản bây giờ đều sử dụng động cơ 1.5 lít. Bây giờ động cơ này là mới hơn hẳn nhá. Ngày xưa là chỉ sử dụng động cơ 1.4 thôi, thì với động cơ 1.5 bây giờ là nâng công suất rồi, 115 PS, 144 Nm mô men xoắn. Hộp số thì cũng thay đổi, ngày xưa thì là hộp số tự động 6 cấp, bây giờ là chuyển qua hộp số IVT. Nó cũng là một kiểu dạng CVT nhưng mà nó nói chung là do Hyundai phát triển và thực tế thì cấu tạo của nó có khác biệt đi một chút. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau xem với phiên bản, đây là phiên bản 1.5 AT. Mức giá là 489 triệu đồng, tiết kiệm được khoảng 40 triệu so với phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Đánh đổi đầu tiên là cụm đèn. Cụm đèn ở đây thì nó sẽ chỉ là halogen thôi, halogen bi cầu, không phải là LED giống như phiên bản đặc biệt. Và thậm chí đèn LED ban ngày cắt luôn. Hóa ra bây giờ mình mới để ý. Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là cái khoản 40 triệu đấy nó không chênh nhau quá nhiều đâu, nhưng mà riêng cụm đèn này thì cũng là đáng đánh đổi. Tiếp theo nữa, đánh đổi này, cảm biến lùi ở phía sau. Chi tiết này thì ban nãy mình cũng có nhắc đến rồi, không có cảm biến lùi ở phía sau. Đó. Và bây giờ thì vào bên trong nội thất nhá. Nói chung là nguyên cụm đèn thôi thì bây giờ đều là chơi halogen hết rồi, không có một tí LED nào. Và bên trong nội thất thì chúng ta vẫn thấy có điều hòa chỉnh cơ, nhưng mà dễ nhận ra thì đó là ghế nỉ. Ghế nỉ này thì mình nghĩ rằng với cái khoản trên 40 triệu đấy thì không sao cả. Cái này ra ngoài chắc khoảng 3 đến 5 triệu là cũng có ghế da rồi. Nhưng mà vô lăng thì urathan, không phải là vô lăng bọc da. Và nếu mà nhìn trên vô lăng thì đã thấy không còn ga tự động nữa rồi, không còn ga tự động. Đó. Đương nhiên thì SmartSense là không đòi hỏi, bởi vì đến phiên bản đặc biệt còn không có. Còn gì nữa không nhỉ? Loa thì chỉ có 4 loa. Và túi khí thì cũng cắt bớt đi 2 túi khí rồi. Trên phiên bản AT này thì sẽ chỉ có 2 túi khí thôi. Đó thì đấy là những điều mà nói chung là khá cơ bản. Ở đây thì cũng không có chế độ lái. Đấy, thì cái này thì nói chung là vào khả năng vận hành thì mình nghĩ nó không có thay đổi đáng kể lắm với Drive Mode ở trên Hyundai Accent. Vì động cơ thì vẫn là động cơ như nhau, vẫn là 115 PS và 144 Nm mô men xoắn, hộp số tự động vô cấp IVT. Nên là bây giờ chúng ta sẽ tổng kết nhá. Tiết kiệm được 40 triệu đồng này, nếu mà thiếu điểm gì mong các bạn comment phía bên dưới. Tiết kiệm được 40 triệu đồng so với phiên bản 1.5 AT đặc biệt, thì phiên bản 1.5 AT này thua thiệt ở cụm đèn là chính này. Cái này là cũng hơi đáng giá, cụm đèn phía trước và cụm đèn phía sau. Tiếp theo nữa là ghế nỉ, không có ga tự động, và vô lăng thì cũng là vô lăng urathan thôi, không phải là vô lăng bọc da. Tiếp tới nữa thì không có đúng điều chỉnh chế độ lái, túi khí thì cắt bớt và loa thì cũng cắt bớt. Đấy là những điểm mà gọi là nhiều nhất trong cái khoản tranh 40 triệu đồng. Và cảm biến lùi ở phía sau nữa. Và cuối cùng nữa là áp suất lốp. Đấy, thì đấy là những điểm mà khác biệt nhất. Nhưng mà dù sao thì đây là phiên bản 1.5 AT. Nó vẫn có màn hình giải trí kích thước 8 inch, vẫn có đồng hồ sau vô lăng. Nên mình nghĩ rằng với mức giá 489 triệu đồng, bây giờ mà muốn chạy dịch vụ, không muốn chạy số sàn, thì đây là một phiên bản mà mình nghĩ rằng cũng rất hợp lý. Về thì có lẽ là chỉ làm thêm một chút ghế da. Còn cái vụ mà cruise control này thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn có thể fix được. Đấy. Vậy thôi. Thế bây giờ nhá, bây giờ mình lại so sánh một chút với phiên bản đặc biệt thua kém gì so với cả phiên bản cao cấp nhất. Mình nghĩ rằng nếu mà gọi là sản phẩm chim mồi thì đúng là phiên bản đặc biệt nó sẽ chim mồi hơn. Nên thấp thì thấp hẳn, thấp là thấp như cái bản này này, 1.5 AT. Còn với phiên bản đặc biệt này, nếu như so với phiên bản cao cấp nhất, mình nghĩ rằng riêng cái khoản mà SmartSense là cũng đã hơi tiếc rồi. SmartSense mặc dù nó cũng không đủ đâu, nhưng mà riêng cái gói đấy thì mình nghĩ rằng nó cũng phải rơi tầm khoảng 30 triệu. Đó. Vào đây, mời mọi người vào đây. Thì bây giờ mình chốt lại nhá, đây là phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Tiết kiệm được 40 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất, thì chúng ta đánh đổi lại những gì này. Thứ nhất, mâm xe thì là mâm 15 inch, kia là mâm 16, trông nó cũng đẹp hơn. Thứ hai, thì vào bên trong nội thất, các bạn xem, chúng ta không có SmartSense. Đấy, thì mình nghĩ rằng cái SmartSense là cũng ăn tiền phết rồi, không có SmartSense này. Thứ hai là số túi khí thì giảm đi, chỉ còn 4 túi khí thôi, trong khi phiên bản cao cấp nhất là 6 túi khí. Cái gì nữa nhỉ? Điều hòa, đây, như các bạn thấy thì vẫn là điều hòa chỉnh cơ, không phải là điều hòa tự động, và cũng không có làm mát ghế. Đó. Đằng sau thì chúng ta có ghế da đấy, nhưng mà lại không có bệ tì tay. cũng không có sạc không dây. Đấy. Mặc dù cái sạc không dây thì mình cũng không đánh giá cao lắm, vì nó phải là công suất lớn cơ. Còn nếu mà công suất nhỏ nhỏ thì thôi, cái đấy mình nghĩ rằng có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà đấy, mặc dù là không có SmartSense thì mình một lần nữa vẫn muốn đề cập, đó là không có cảnh báo điểm mù. Đấy là cũng là một điểm mà mình cảm thấy hơi tiếc. Như vậy thôi, thì các bạn thấy sao về cả hai phiên bản trong video này, gồm có 1.5 AT đặc biệt và 1.5 AT bình thường, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.